Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay. Hôm nay mình xin kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện 12 vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện nhé. Các vị thần sinh ra trong thần thoại Hy Lạp xuất phát từ những tâm tưởng, ước muốn, nguyện vọng của con người, cũng như họ lý giải những hiện tượng thiên nhiên bí ẩn lúc bấy giờ. Trong số họ, những vị thần luôn giúp đỡ và mang lại hạnh phúc cho con người, nhưng cũng có nhiều vị thần hung dữ, tính khí thất thường, và cơn giận dữ của họ là tai họa chút xuống số cuộc sống của con người. Có rất nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp, nhưng trong bài viết này, tôi xin kể cho quý vị và các bạn tiêu biểu 12 vị thần của đỉnh Olympus. Vị thần đầu tiên và vị thần quyền lực nhất đó là thần Zeus, thần của sấm và chớp. Sau khi đánh bại Cronus và các Titan, Zeus được tôn làm thủ lĩnh, vua của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Người ca trị Olympus và toàn thể trần gian, ông thường sử dụng vũ khí của mình là những tia sét do các ly khớp tạo ra để trừng phạt những người ông cấm ghét, đặc biệt là những kẻ dối trá và thất hứa. Ngoài ra, rớt có khả năng điều khiển thiên nhiên, tạo ra mưa rông, gió bão, thay đổi mùa màng trong năm. Rớt nổi tiếng là vị thần trăng hoa. Ông có rất nhiều con rơi trong dân gian mặc dù đã có vợ là Hera, chị của Zeus Vị thần thứ hai mà mình giới thiệu cho quý vị và các bạn đó là vị thần Poseidon, là thần biển cả. Các vị thần sau khi chiến thắng cha mình là Titan Kronos đã chia nhau địa bàn để cai quản và quyền cai quản đại dương được trao cho Poseidon ông đã cưới một trong những cháu gái của Titan Oceanus là Amphite. Poseidon được xem là vị thần quyền năng thứ nhì chỉ sau thần chết. Vũ khí của Poseidon là một cây đinh ba giúp ông điều khiển biển cả và tạo ra động đất. Poseidon là một vị thần si tình, ông đã từng yêu nữ thần Demeter. Bà yêu cầu ông hãy tặng cho bà một sinh vật đẹp đẽ chưa từng có trên trần gian. Và con ngựa đầu tiên trên trần thế đã được Poseidon làm ra để làm quà tặng, mặc dù con ngựa này trông hơi bị lỗi. Vị thần thứ ba mình muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn biết đó là vị thần Hades, là chúa tể của âm phủ. Trong thần thoại Hy Lạp, Hades cùng với hai người em của mình là Zeus và Poseidon trở thành bộ ba quyền lực bậc nhất. Ông là chúa tể của thế giới dưới lòng đất, cai quản người chết và những linh hồn. Tuy là một trong những vị thần trên Olympus, nhưng Hades rất hiếm khi rời khỏi vương quốc của mình với lòng đất. Vũ khí của Hades là một cây gậy thần có sức mạnh tạo ra động đất, giống với cây đinh ba của Poseidon. Ngoài ra, ông còn có một chiếc mũ giáp tàn hình quà tặng của các khơi lớp mà ông dùng trong suốt cuộc chiến với các Titan. Vợ của Hades là Persephone, nàng là con gái của nữ thần Demeter. Vì say mê sắc đẹp của Persephone nên Hades đã bắt cóc nàng về thế giới ngầm của mình. Thần Hades là nỗi khiếp sợ đối với nhân gian, đến nỗi người ta không dám gọi thẳng tên ông ta mà phải gọi bằng một cái tên khác là Pluton, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là sự giàu có, bởi ông sở hữu những mỏ quặng, đá quý với lòng đất. Vì thế Hades còn được coi là vị thần của sự giàu có. Ông có sở hữu một cái con chó ba đầu rất hung dữ để canh giữ cửa địa ngục. Vị thần tiếp theo mình muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn biết đó là vị thần nữ thần Hera, nữ thần của hôn nhân. Hera là chị ra, chị gái đồng thời cũng là vợ chính thất của Zeus. Bà là vị thần của hôn nhân và sự sinh đẻ, người bảo trợ cho những phụ nữ có chồng và thành phố Ago. Hai loài vật tượng trưng cho Hera là bò cái và công. Ban đầu, Hera không chấp nhận tình cảm của Zeus. Ông bèn nghĩ cách biến thành một con chim cúc cu để đến gần Hera. Khi Hera ôm con chim vào lòng, Zeus hiện nguyên hình và cưỡng hiếp Hera để tránh khỏi nỗi ô nhục. Hera đành chấp nhận lấy Zeus vì thế cuộc sống hôn nhân của hai vị thần này không được hạnh phúc yên ngã tuy là vợ nhưng Hera luôn tìm cách phá hoại Zeus đồng thời cũng từng lôi kéo các vị thần khác vào một cuộc phản loạn để lật đổ Zeus nhưng không thành công do một Heston chết đã báo trước cho Zeus Zeus tha thứ cho các vị thần và chỉ trừng phạt vợ mình Hera bị phạt treo trên bầu trời cả đêm bằng những sợi xích vàng đến sáng hôm sau Zeus thả Hera ra với điều kiện bà ta hứa sẽ không bao giờ làm phản. Tuy vậy, Hera vẫn luôn ấp ủ kế hoạch để chống đối Zeus. Hera thường đánh ghen, hãm hại những người tình và con riêng của họ với Zeus. Thật là một điều khá phi lý khi Hera lại là một vị thần của hôn nhân và gia đình, nhưng chính bà lại không giữ được hạnh phúc của gia đình mình. Vị, vị thần tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là vị thần Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp nhan sắc tuyệt trần của Aphrodite là một điều không cần bàn cãi hơn nữa nàng còn có phép thực khiến mọi người đều phải si mê nàng có hai câu chuyện về nguồn gốc của Aphrodite một cho rằng nàng là kết quả của mối tình giữa thần Zeus và thần Dione nữ thần của xứ Donona giả thứ thứ hai thì cho rằng Aphrodite sinh ra từ biển cả bên trong một con sò khổng lồ sau khi Cronus cắt nhân vật của Uranus và ném xuống biển. Chớ chiêu thai mặc dù là nữ thần của sắc đẹp, nhưng Arodite lại được gả cho Hephaestus, một vị thần xấu xí. Vì vậy, nàng ngoại hình với người em trai của Hephaestus là Ares. Hephaestus phát hiện ra và đã trừng phạt bằng cách làm nhục hai người trước mặt các vị thần. Vị thần tiếp theo là vị thần Ares, thần của chiến tranh. Ares là con trai của Zeus và Hera trong thần thoại Hy Lạp, ông là đại diện cho bạo lực và sự hung bạo. Ông thường xuất hiện trong vai trò của kẻ phản diện và sự ghẻ lạnh của cha mẹ. Vì Ares là thần chiến tranh nên trước khi sức quân tham chiến, các đội quân thường có tập tục hiến tế người sống cho ông để cầu sinh chiến thắng. Demod vị thần của nỗi kinh sợ, Phobos, vị thần của sự sợ hãi và Iris, nữ thần của sự bất hòa và những tì tùng luôn bên cạnh thần Ares mỗi khi ông xuất hiện. Vị thần tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là vị thần Hephaestus, thần của lửa. Hephaestus là vị thần thợ rèn thọc chân, nhà điêu khắc, nhà luyện kim, người cai quả ngọn lửa và là người chịu trách nhiệm tạo ra vũ khí và áo giáp cho các vị thần. Theo truyền thuyết, Hera mang thai Hephaestus nhưng Zeus không chấp nhận vì không phải là con của ông. Không còn cách nào khác, Hera đành vứt đứa con vừa sinh của mình xuống biển. Mai thai ông được nữ thần thế tiết cứu vớt và nuôi nấng lại có một truyền thiết khác thì nói rằng vì muốn bảo vệ mẹ, Hephaestus bị rớt trừng phạt và ném xuống trần, Hephaestus rơi xuống đảo Lemnos bị què một chân, ông sinh sống ở đảo và trở thành một thợ rèn bậc thầy. Sau này được trở lại hàng ngũ của các vị thần trên đỉnh núi Olympus. Những mất mát của Hephaestus đã được bù đắp bằng việc ông lấy Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp làm vợ. Thế nhưng đáng tiếc là vợ ông lại phản bội ông ngoại tình với người em của ông là thần Ares, thần chiến tranh. Vị thần tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là vị thần Hê-mơ, thần của du lịch, vốn tính chăn hoa, thần dớt đã qua lại với một người phụ nữ tên là Maia Hê-mơ là kết quả của mối tình này. Ông là sứ giả của Olympus, người truyền tin của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, người bảo trợ cho những thương nghiệp, những mục đồng và những kẻ trộm cắp. Homer rất ham um, hay trò chơi chọc phá các vị thần và ăn trộm đồ của họ. Homer có tốc độ di chuyển rất nhanh và có thể đi lại dễ dàng giữa các thế giới nhờ đôi cánh. Nhờ thế, ông có nhiều nhiệm vụ là dẫn đường cho các linh hồn người chết đi đầu thai. Homer cũng là người tạo ra cây đàn Iris, một nhạc cụ dân gian rất phổ biến của người Hy Lạp. Đó là món quà mà Homer đền cho Apollo, thần ánh sáng vì chọc phá của mình. Vị thần tiếp theo mình muốn giới thiệu quý vị bạn đó là vị thần Apollo, thần của ánh sáng. Trong thần thoại Hy Lạp, Apollo là vị thần của ánh sáng, chân lý, người đại diện cho âm nhạc và nghệ thuật. Ông là con trai của Zeus và Leto. Cây cung bạc cùng cây đàn Iri là hai vật bất ly thân của Apollo. Ông thường điều khiển cổ xe ngựa chở mặt trời đi đến từ phương Đông. Vì vậy dân gian cũng thường được người đồng nhất chung là thần mặt trời Helios. Một biệt tài khác của thần Apollo là khả năng tiên tri, chính vì thế mà ông được thờ tại một ngôi đền ở Delphi, nơi người dân từ khắp nơi hành hương đến để được ông giải đáp tương lai thông qua những thầy đồng. Ngoài ra, Apollo còn có khả năng chữa bệnh. Ông đã truyền dạy ý thực của mình cho người con trai là Aplepid. Nhờ thế mà Aplepid sau này trở thành một thầy thuốc nổi tiếng cứu chữa rất nhiều người vì vậy mà Epevis đã đắc tội với thần Hades vì khiến dân số dưới địa ngục của ông ta sụt giảm. vị thần tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là vị thần Artemis nữ thần săn bắn. Artemis là chị gái song sinh của thần Apollo. nàng là nữ thần săn bắn đại diện cho sự chinh chắn, mặt trăng và thiên nhiên hoang dã. trong thần thoại Hy Lạp, Artemis được thần Zeus ban cho sự tinh khiết vĩnh hằng. nàng trở thành nữ thần thuần khiết nhất của Olympus bởi nàng không bao giờ yêu. Săn bắn là niềm đam mê duy nhất của Artemis. Hàng đêm nàng lại vẫn lên người bộ đồ săn đeo cung vàng và tên bạc cùng những nàng tiên nữ tỳ tùng vào rừng săn bắn. Vị thần tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là vị thần Athena, nữ thần của sự thông thái. Athena là con gái của Zeus và một công chúa người trần gian tên là Methis. Trong thần thoại Hy Lạp, nàng là nữ thần trí tệ, nghề thủ công mỹ nghệ, đại diện chính nghĩa, người bảo trợ cho thủ đô Athens của Hy Lạp Nàng là một chiến binh dũng cảm trên chiến trường, tuy đều được coi là thần chiến tranh nhưng không hung bạo như Ares. Athena chỉ ủng hộ cho chiến tranh vì chính nghĩa. Athena hữu dũng nhưng không vô mưu, ngược lại nàng là một vị thần có trí tuệ siêu phàm. Nàng đã có rất nhiều các phát minh có ích trong nông nghiệp như dây cương ngựa, bình đựng nước, cây cày cỏ. Theo thần thoại Hy Lạp khi đó, cả thần Poseidon và Athena đều muốn trở thành người bảo hộ cho miền Atis Poseidon tạo ra những cột nước muối để tặng cho người miền này, nhưng Athena lại tặng cho họ những cây ô liu, loại cây sẽ trở nên thiết yếu trong đời sống của người dân Hy Lạp. Vì vậy, người dân nơi đây đã chọn Athena làm vị thần hỗ trợ, bảo trợ của mình và đổi tên thành phố Athen cũng kể từ đó. Vị thần tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là vị thần Hestia, nữ thần của bếp lửa gia đình và sức khỏe. Hestia là con gái của Cronus và Rhea. Người đầu tiên bị Khronos nuốt vào bụng và cũng là người cuối cùng ông ta nôn ra, vì thế có thể coi bà là chị cả của Zeus, Poseidon và Hades. Bà là vị thần của bếp lửa, sự đoàn tụ, người giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hestia là một vị thần nhân hậu, tài giỏi và khéo léo. Bà đã từ chối nhiều cuộc cầu hôn, thậm chí bỏ cả ngôi vị của mình trên đỉnh Olympus để xuống trần chăm lo cho những người dân mà bà bảo hộ. Câu chuyện 12 vị thần trong thần thoại Hy Lạp của chúng ta đến đây là hết rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi câu chuyện